Kính thưa các bố, các mì, toàn thể anh em, bạn bè, tân khách xa gần, hôm nay nghe xuất khẳng linh có đôi anh chị xây dựng 5 năm hạnh phúc. Tôi rất vinh dự và tự hào hôm nay có đoàn văn nghệ câu lạc bộ Đài Đông viên lì đất chúc phúc cho đôi bọn trẻ. Buổi lần nữa tôi rất phấn khởi, mong rằng các nghệ nhân vui hát chúc phúc cho con cháu được 5 năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin hết ạ. Hôm nay ngày sạch cho khăn lên có đôi con cho tuổi xanh là vào đời tôi ni bác bà là cháu son tôi về chủ cơ phúc cho con là nhà mình. Ô, làm năm xây dựng cho gia đình ấm no hạnh phúc gia đình ơi con đây con ơi con cha như núi chưa thay sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đây con hay một trả lời thưa mẹ cho cũng cho chọn chữ heo bởi là đau con đây con chúc cho con cháu nhà mình xin con chờ để cái gia đình em nó đây con này cảm ơn câu là ca bộ cha ta mương hôm nay về là đến gia đình có phá bụi đa bàn ơn nhớ mẹ chưa quay phim quay cháu con cho vững bên trăm năm đã bàn ơi. Tiếp theo cái chương trình ngày hôm nay xin mời là câu lạc bộ hát sử mương vùng Hà Đông có đôi lời hát tặng chúc cho con cháu chúng mình trong buổi ngày hôm nay, xin mời bà. Hôm nay ngày trọt mà khang lên chùa bà cho con cho nhà mình lắm năm ra cho con ơi cho chúng tôi cảm ơn các bạn đã đều về và chúng đôi cảm ơn các bạn nghệ nhân có đôi lời đẹp và gia đình và ghi ơn cảm ơn các bạn quay phim mà
luôn luôn ghi nhớ ghi hình mà cho con ba giờ hôm nay gia đình xin cơn chi na ơn na mưa có các bạn mà đều về là chúng bụi là hôm ni. Hôm mà này mà đêm suốt ngày có đôi con đã cho tuổi sinh vào đời cả làng má cũng xóm hôm má này chụp đôi con đã cho mày lưới mà như sao trăm năm các chợ bên lâu cùng xây hạnh phúc gây lâu vùng bên thuần hoa trong đẹp với em cùng nhau xây đến một đôi chầu con học tất công tác hăng say lao động sản xuất hăng say sớm chiều làm ra của cải rất nhiều giò đôi con chầu mà sớm chiều đẹp mà khi má thuẫn vợ cùng chồng việc nhà việc nước đều cùng chăm lo cho con muôn nà đời hạnh phúc ấm no lòng vui hoa mơ những ngày đau lòng xin đưa con trai thứ hai con gái và đi thêm vui con. Vâng, xin quý vị trong tràng thật dài ạ. À, đúng là anh em có kẻ giàu nghèo mà em anh kỷ quyền cao chút rộng, hoa hồng đẹp tựa màu hồng mà tình yêu đẹp bởi tấm lòng thủy chung. À, xin mời các nghệ nhân tiếp tục chương trình nghệ ạ. Bồ mặn mẹ kết kê hoa thương hôm nay mơ đêm mơ chột ngày lên đổi đình bộ mắt mẹ kết kê hoa thương bộ mẹ cảm ơn cho nhà mộng tình ngơ ngơ đưa con đưa cài mà về nhà rồi bố chậm mơ mê gia đình lao rải mùng cho con về đê la mang rồi mang quần chìa cửa mơ mà đón nở cao cho qua nhà ngu tôi con cho mùi cho con về đó cha
mà ca ngõ cùi chập hoa nha mu tôi cơn gió mùi ăn nhà con mơ con mơ diều trọa nhà bảo công việc mà đổ về vai còn cứ ngày mùa thương hà con mơ đất nhà đà nắng bao nhiêu con nào ngược ngược mà đổ về vai còn ra giờ mùa chú cà chó phải hành nhớ buộc mà đôi đôi ông nọ cứ ngày mùa chú cà chó vai chinh ăn con đưa đầu lòng ăn đuổi con cài cho vừa lòng mê cha rai con chú cà chó phải hạnh nhớ buộc mà đôi đôi bên nhau chú cà chó má cá ô liền nhớ nhà an toàn dẫu mời về nhà nhà bình yên cô bồ mì chú cà chó đặt cả mương an còn hơn mà dẫu mời về mương bình yên cô bồ mì thôi à thôi uống chuột xa lơ rơ cầu nơi cho ngày nhà bên chấm bòn phật cho đạo xa nu cho đạo ra buồn là buồn chúc cho con cháu nhà mình luôn luôn anh nhà phúc đưa mà là anh lại còn tôi đi chúc lùng chúc la luôn luôn chúc cho phúc đời má cho con là chú cả con vai đúc ăn cùi ngậm mơ ngà ăn là ca chờ ngậm má kết nơi ăn là chung cô ngày còn hôm nay má ngày chột nhạc thả lên đường hạ cho mẹ kinh thương chúc cho má con chầu nhà mẹ đằng năm hạnh phúc đôi đôi vui tươi chúc cho càng mà ớt bên mồm nhà mình nhà đình con đỡ cả với nhau này
chú về. Chúc cho con huế má dấu thảo dấu yên bụng. Quay tổ của mình. Con cảm ơn má ơi chúc mà lời chào cùng các bạn lắng đoàn mà vì là trời đã giờ hôm nay được hết chúng cho con cháu nhà mình làm mà năm thành phục mà vững bền mà tuổi xuân đã già hôm nay gia đình mà biết nói điều gì chỉ mong có lời chúc và lời chào mà cho thôn đã già hôm nay gia đình cảm động đã vui cảm ơn các bạn mà điều về là chung bụi là hôm nay tôi đi mà chỉ đã chuộc mà mày lời cho con cho cái đường mà bộ luôn nở hoa rải ban hơi bạn về là ma chú có cái mà cho quan hôm nay mang đẹp mang thì mang trường là ơi hãy bạn hơi làm đã mà đã mà cười cho xuân có yên có cả cờ bạc có má un ở địa chuộc cho con cái nhà mình khỏe bát đạt là ăn mà mua à, kính thưa toàn thể quý vị anh chị các bạn, một lần nữa thay mặt ban tổ chức trân trọng xin hành cảm ơn các bạn trẻ nam thanh tú cũng như là câu lạc bộ vùng Đại Đồng đã về đây để cùng các vui chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Cách đăng ký kênh Người Em Hưởng TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.